Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát, Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát, Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát, Ma Ha Tát Hương Quyền. Quan Thế Âm Bồ Tát.
dương đế tần huệ hạ kiến phơi cao thế hạ tân phong hồi nhau thế hạ bao giới hoàng tân kia mà địa hồi hoa nhiệm hạ hồng Phật ra đời vì đại sự nhân.
nhân duyên giáo pháp cấp tập là vì chúng sanh an lạc. Duyên lành hồi ngộ hôm nay tại nước Canada. Trụ trì tỳ kheo ni thức nữ Huệ Minh cùng thỉnh chư tôn thiền đức tăng ni kiến lập đạo tràng chùa Hồng Ân báo điện trang nghiêm cùng thỉnh kiềm thần bảo tướng đức từ phụ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật thắng tòa để chúng con ngày ngày chiêm ngưỡng lễ bái nhà tác phước thiện duyên tại bồi công đức là nơi nương tựa cho hàng tín chủ Phật tử khắp nơi nơi. Giờ này đạo tràng trang nghiêm chúng con quỳ trước bảo tướng trang nghiêm xin một lòng cung thỉnh. Trên đài sen báo rồng ánh hào quang đức năng nhân từ phụ thế tôn bậc đại giác từ bi cứu thế. Nam mô vô lượng thường trụ nhất thiết chư Phật. Chúc con thành tâm cung thỉnh Bường Đà La hướng núi Thu Thịnh Văn. A Nan từng kết tập ca diếp đất truyền tâm long cung lưu bao tàng bào tạng phúng năng hàm. Nam mô thập phương thường trụ nhất thiết tôn mẹ pháp. Nhất tâm hùng bình lọc giả yên ngũ chung thị khưu bác thập hồi thanh văn đại đức. Truyền tay thiền tư pháp đồng độ Việt Nam. Na chư vị tăng già Na mô thập phương thường trụ tăng bao tăng già gia chúng ngưỡng nguyện chư tôn Bồ Tát chư hiền thánh tăng thiên long bát bộ hộ pháp chư thiên nhất thiết thiền thần đồng hủy giáng phó đạo tràng chứng minh Phật sự. Ngưỡng nguyện chánh pháp mãi lưu truyền khắp xứ nhà nhà hát khúc ngâu ca. Ai người người đều hướng hồng ấm lời lạc. Xin nguyện thập phương thượng trụ tam bảo tát đại chứng minh. Giờ này đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh chúng con một dạ di hạnh dâng lời khấn bạch thất Phật về tội chân môn ni ca ni ca ni tổ ma ni a ya re Quyền đang lễ nhất tâm
tâm lễ Nam Mô quá khứ tỳ bà thi Phật. Oh.
Giả Bồ Tát Nam Mô Bổn Địa Minh Vương Bồ Tát Nam Mô Đạo Tràng Hội Thượng Tọa Bồ Tát Nam Mô Đăng Quang Thăng Tăng Na Thăng bao nhiêu lời
Ông cung cơ
đường quan con xa ma quyền tiêu tan chân rồi phiền não ma quyền tắt đi rồi thời dương tâm tiêu trừ thế thế đường hành bồ tát đạo nguyện sinh tây phương tịnh độ trung hoa cứu phật liên hoa Phật từ nguyên di từ tổng thức ma phổ thần nữ nhân thiên thái đầu nam mô thập phương tương trụ tam bảo tam đại chứng minh phục nguyện pháp kinh con tụng vừa rồi bao nhiêu công đức ma cũng bồi chúng sanh người người thức tinh tu hành bến mê phúc chốc biến thành áo trang lý kinh sáng suốt như đèn rồi vào tâm trí tôi đèn sáng liền nguyện con cùng pháp có duyên gặp người tri thức toàn lành đồng tu ngày ngày tinh tấn công phu pháp tăng công để mờ luôn lạnh lùng vui xin đức Phật chứng lòng con nguyện quyết chí gắn công tu hôm nay là ngày trưởng tịnh chúng con văn thập trước đạo tràng thành tâm sám hối nguyện tội chướng báo chướng hoàn chướng phiền não chướng tổng tiêu trừ bồ đề tâm tăng trương tự giác giác tha giác hành liên ban nhất thời đồng đắc a nậu đa la tâm hiệu tâm bồ đề xin nguyện hồi hướng cầu an chư tín chư phật tử tăng kim liên xin cầu an a la nguyện thi sông ngày mùng 7 tháng 10 năm 1982 thông tâm thường an lạc thường vật kiếp tường minh ly khổ ắt cùng tất cả quý nam nữ phật tử hiện diện hội chướng báo chướng phiền não chướng tiêu trừ gia đình hưng thịnh quyến thuộc đoàn viên xin nguyện cầu siêu chư hương linh a ký tự chùa Hồng Âm Vũ A Thị vòng hướng thọ trăm tuổi quá ban ngày 12 tháng 5 năm Quý Mão hương linh nguyện thị ấn pháp danh chí pháp hương thọ trăm tuổi quá ban ngày 1 tháng 5 năm Quý Mão hương linh đoàn việt tâm pháp danh minh hương dương năm 19 tôi qua ban ngày 6 tháng 5 năm Quý Mão ai cầu siêu chánh kỳ hương linh gia đình tô thu thủy pháp danh quán đức diệu cầu nguyện quý kỷ chư tiên linh hương linh bốn âm đường thượng cửu huyền thất tổ chánh kỷ hương linh tô vinh hương linh trần thị thân hương linh ngô thị liên gia đình tín chủ lý đức quang cầu siêu chư hương linh tiên linh bốn âm đường thượng cửu huyền thất tổ hương linh lý bao hương linh đặng sắc lương hương linh đặng huy hương linh chim a tôn hương linh đặng tiên lương pháp danh diệu nhân hương linh lý minh hương linh lý vàng huệ hương linh lý a lương tâm hương linh lý tiên ngã âm gia đình lan hương cầu siêu chư hương linh hoàng lê hiên hương thọ 93 tuổi quá văn ngày 23 tháng 4
Nam Quý Mau. Nguyện chư Phật Bồ Tát tiếp độ như hương linh tiên lên thừa tư công đức tốc xa mê đồ siêu sanh tịnh độ. Phổ nguyện âm sư cúng dục phụ mẫu sanh thần âm siêu dương thần pháp giới chúng sinh tình như vô tình giải cộng thành Phật đạo. Xin mời đại chúng chúng ta cùng ngồi xuống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn thượng tọa, chư đại đức tăng, quý vị trưởng các đoàn, quý Phật tử có mặt tại chùa Bảo Sáng Chủ Nhật hàng tuần, trong cái không khí trang nghiêm thanh tịnh, sau khi chúng ta rất là tất bật thời gian để thỉnh chuyên thân của Đức Từ Phụ Bổn Sư lên trên tầng thượng, cũng là chánh điện của chùa Hợp Âm hiện tại, và đồng thời cũng trang nghiêm một cái bảo điện rất là thiêm tốn, nhưng mà cũng không phần trang nghiêm, có cổ đường, có nơi thờ tiên linh. Đây là một cái công việc rất là tất bật và cũng cho kịp cái ngày sinh hoạt hàng tuần của chùa Hợp Âm, trong cái tinh thần rất rất cố gắng để làm sao trang nghiêm đạo tràng, trang nghiêm tự thân, làm sao để ngôi nhà Tam Bảo luôn luôn thường trụ ở thế gian này. Đây là cái việc làm là hồi bảo của người xuất gia đệ tử học Phật. Và hôm nay đây
cũng rất là may mắn, cũng rất là vinh phúc, cũng có được quý thầy quý sư về tham dự trong cái ngày chủ nhật hàng tuần của chùa Hòa Ân. Xin thay mặt ni sư trụ trì giới thiệu đến tất cả quý vị thượng tọa Thích Từ Linh. Thầy là một du học tăng sau gần 10 năm du học tại Ấn Độ, cũng như là thầy đang đi Mỹ để biết là thầy có định cư không, nhưng mà nghe nói chùa Hồng Ân giờ về một cái vị trí mới, thầy cũng sang để thăm, cũng giống như thầy Từ muốn đến để trợ duyên. Thầy xin phép chư tôn đức tăng ni giới thiệu cho thầy Từ Linh có đôi lời chào hỏi, thăm hỏi quý Phật tử cũng như chư tôn đức tăng ni. Xin quý vị cho một tràng pháo tay thật dài. Cảm ơn quý vị. Giờ đây xin nhường máy lại cho thầy có lời với đạo tràng cũng như là Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì trước tiên là con kính xin trên thần thoại thần tư đã giới thiệu một con, và cũng xin chia ni sư trụ trì cùng với các vị ni sư tại chùa Ngân cũng đã tặng một điều kiện cho thầy đến đây gặp quý vị Phật tử hôm nay. Hôm nay quý vị Phật tử có thấy chất lượng chúng ta tăng nghiêm không? Thì tất nhờ cái chất lượng tăng nghiêm như vậy thì chính công lao mà lớn nhất ở đây phải nói đến là thành phẩm thành tựu. Thì chúng ta phải cho tạo ra một cái này. Mặc dù là ni sư của thì là con lớn, nhưng mà thành quả là cái con là kiến thiết xây dựa làm cho cái tam bảo của chúng ta nó trang nghiêm, nó đẹp, đúng không quý vị? Quý vị thấy đẹp không? À, đó. Thì cái mà thứ hai là quý vị Phật tử phải tiên là nhờ đi sư cũng có cái là chọn được nơi mà rất là đẹp, tuy nó nhỏ hơn nhưng mà nhìn chúng ta nhìn thấy nó sản phẩm, nó có một cái sức cái mới. Thì từ đó thì nhờ cái đức, cái hành luyện của đi sư thì mới chiêu cảm được. Ở đây quý vị thấy không, tất cả các vị ni trưởng thường gọi ni trưởng đi sư ở đây có đông quý vị à, khi mà có đông đúng không, rất là đông. Với lại thứ ba là gì, cũng là đem các vị Phật tử cùng chung tay góp sức với đi sư từ từ để tạo nên một cái cơ sở mới như hôm nay. Chúng ta tự đón thưởng cái này nha. Thì thầy là thầy Tự Linh, thầy xuất gia cũng hơn 30 năm rồi, và được duyên có thiên duyên từ nhỏ, thầy tu cũng gần mình tưởng như sư. Hồi xưa là sư phụ thầy là đi quét cùng là Tịnh Bảo Hòa Thượng Tịnh Nguyên và về vận khai sân lập địa, nên tiệm hoa ngôi Đà Lam ở đó là giờ bây giờ là khu vực mà vận hành núi Dinh đó, là rất nhiều chùa, rất nhiều tiền khách. Thì hôm nay thầy muốn nói về cái công hạnh của những người khai sơn. Thầy còn nhớ là những
vào thời năm tám mấy, khi mà chùa Niết Bàn về đó là nó là năm 84, thời gian đó là hoang vu lắm. Để gì thầy nói để gì tưởng nhớ là giống như hôm nay hồng âm quanh xưa cơ ba ngàn như vậy, gặp nhiều khó khăn, nhiều cách trở. Nhưng mà nếu như mà chúng ta cố gắng đều đặn ở đây tu tập nha, bình á có thì mình có đó, có công góp công, có sức góp sức, mình còn cái lớn hơn nữa thì cố gắng về tu tập. Cái tu tập của mình tạo ra được cái năng lượng, tạo ra được cái phước chiêu cảm, thì mọi người đều gì cùng nhau về đây tu tập càng ngày càng tốt hơn. Quý vị có đồng ý không? Thì cái ban đầu, quý vị biết là ban đầu khi mà thành lập ra khó lắm quý vị. Ngay cả chỗ mà thầy xuất gia đầu tiên không có, không có nhà, không có cửa, nó hoang vu lắm. Con đường từ trong cái chỗ mà thì vải mà ra ngoài thì đi lâu quá, không biết mấy cái lô mét, nhưng mà giờ hai bên đường tắt chỉ có một con đường bò nho nhỏ. Và đầu tiên chỉ đặt tên là một cái an chùa nhỏ hơn. Nhưng mà hôm nay nhà như sư tụ từ chúng ta học được cái ngôi mà chánh điện như vậy là lớn hoành tráng rồi, đúng không quý vị? Quá hành tráng đúng không? Giờ á thì mong là quý vị cố gắng đến tu tập nhiều hơn nữa. Nên quý vị phải nỗ lực và cố gắng ủng hộ như sư ngay nha. Ủng hộ bằng cách nào? À, tới chùa hàng ngày hàng tuần để mình tu tập tụng kinh niệm Phật, làm công quả. Thì thầy bắt đầu xuất thân từ Niết Bàn, vô Niết Bàn, chùa Niết Bàn. Ở đây có một thầy là cũng là cũng là nó thầy biết thầy Tâm Nguyên. Thầy Tâm Nguyên cũng là tu ở phía dưới Thị Vải. Nếu mà nói Thị Vải thì Niết Bàn ai cũng biết. Chùa Niết Bàn. Chùa Niết Bàn. Niết Bàn chùa này. Tại vì cái chùa này á, nó cái là gì? Nó được cái là hay lắm. Ví dụ như muốn vào Niết Bàn phải đi qua Phát Nhã, đến Như Lai mới tới Niết Bàn. À, cái tu cường. À. Thì lúc nhỏ thì được nhân duyên là thầy đi tu lúc còn nhỏ chắc ở đây thầy Phong Hòa là tu lúc 5-7 tuổi, lúc 2-10 thầy nhớ là 12 tuổi. Thì thầy lúc đó thầy đi vô là còn nhỏ hơn cái cảnh, với lại được chí phước duy như vậy. Và hôm nay là khi thầy đi tu rồi, kế đến sư cô em kế của thầy cũng đi. Sư cô em kế của thầy là cũng là sư muội của ni sư Ma Đăng. Hiện tại sư cô là đang định tu tại Mỹ. Và sau đó là sư cô em kế Úc. Và thầy đưa vào thầy đi thọ giới luôn. Mà thầy thọ giới là năm 2000. Mình rất là hai người lợi sáu hay lợi tẩy nữa lợi sáu. Sau đó thì người cuối cùng ông Nam có đại việc họ bị kêu năm 2016. Xin các lời thầy là bây giờ nhà thầy là 5 người đi xuất gia. Thì
thầy nói làm sao là có nghĩa là chi khi mình đến chùa mình tu làm sao, mình tu làm sao để gì mình có được cái năng lượng để gì mình độ cho người thân của mình đều đi trên con đường Phật pháp. Quý vị đồng ý không? Những người thân thật ra những người thân khó độ lắm rồi, rất là khó. Mình đi tu ra chùa, người quý thầy quý cô đi tu nha, về nhà nói cha mẹ ăn chay niệm Phật, nhưng mà không được khó lâu. Nhiều quý thầy nói nha, sao mà ông dễ vậy cho tôi thôi. Về nói ông ăn chay thôi mà khó, ông bắt người lại không cái tao thì cha con làm sao mà nói đúng không? Nên cái người thân mình á, mình phải nỗ lực như thế nào để có ra được cái năng lượng như vậy. Khi mình người thân nhé, người thân nói sơ thôi, nói đơn giản thôi, nhưng mà nhiều khi không cần nói luôn, nhưng mà thấy mình dễ thương đó, năng lượng tràn đầy, tự nhiên là thích đi tù. Đó, quý vị hôm nay và đến đây á, mà tu tập tại cái ngôi chùa này, mình làm sao mà ai cũng rạng người, ai cũng tỏa sáng, nhìn mặt ai cũng đẹp hết. Thầy nói đi ra ngoài ai hỏi thầy tu đâu vậy, à, tu ở chùa Hoàng Anh á, Hoàng Anh Medicine Church, thế nào xin tới đây hết đúng không? Vậy là cái điều này là khoảng giờ nhờ vào quý vị Phật tử nha, đúng không? Nhờ Phật tử. Và thứ hai là gì? Nhờ sự hướng dẫn của Như Sư Kỳ Bình. Như Sư đã bắt đầu. Nói chuyện của Như Sư nhập định luôn rồi. Ở đây Phật tử mình là đã quy hết chưa? Tất cả đã quy hết rồi. Có ai chưa quy không? Nhưng mà hôm nay Phật tử cũng là quy như mình. Mình có quy Phật, quy Pháp, quy Tăng đúng không? Nên cũng là quy rồi. Và đó là xin quý sư xin làm nữa. Thì tiếp tục là có chuyện là của thầy. Thầy được hồi xưa là thầy cũng có học đâu cái gì, học 12 thôi, học 12 không có đó là mẹ thầy lên thăm, mẹ thầy nói thầy có nói mẹ tu không cần phải học mà mình cứ tu thôi, mình cứ tu là được rồi. Khi mẹ thầy nói buồn, mẹ hắn nói gì hết, mẹ thầy buồn. Khi thầy thấy mẹ thầy buồn, thầy mới hứa mẹ thầy một câu: ở thế gian họ có bệnh, con sẽ có bệnh. Vì một cái lời hứa, cái tình thương đó như vậy, thì thầy học cái đến hôm nay là gì? Đời thầy còn có tiến sĩ, đạo thầy còn có tiến sĩ. Nên á, khi quý vị có được cái tình thương, quý vị sẽ vượt qua hết. Quý vị đến nay có thể là mình nhân duyên đến chùa là gì? Có thể mình thương cha, thương mẹ, thương con, thương cá, thì mình bắt đầu mới đến với Phật Pháp. Hồi xưa thầy vậy, thật ra thầy, nếu như mà thầy không có thương mẹ thầy, thầy có học nhiều bao nhiêu hay? Tại vì mẹ thầy không được học, nên thầy còn phải học nhiều. Thầy tốt nghiệp tiến sĩ giáo dục tại Philippines 2018. Và sau đó thầy lấy
tiếp tục tiến sĩ Phật học tại trường Nagarjuna, Ấn Độ 2020. Và thầy Phật đang tiếp tục đi học tiến sĩ tại trường Nagarjuna. Trường đó là mang tên của Bồ Tát Long Hoàng. Ở Ấn Độ, thầy được dự phúc là thầy học được hai trường mang tên của Phật giáo đó, là trường Đức Phật Gautama University, và trường thứ hai đó là trường Ajahn Nagarjuna University, là trường Bồ Tát Long Hoàng. Thì thầy muốn nhấn mạnh ở đây là gì? Quý vị có tình thương lớn, quý vị sẽ làm được nhất rất nhiều cái việc lớn. Vì tình thương như vậy, quý vị vượt qua mọi thứ, mọi trở ngại, mọi chướng ngại của cuộc đời. Giống như hôm nay, ni sư trụ trì á, cũng có một cái tình thương lớn, thương tất cả Phật tử gần xung quanh đây và ở đây, để người đó được tạo dựng cái hòn đảo tự để làm nơi cơ sở nơi cho tất cả các hàng Phật tử không chúng ta từ đây đương từ tu tập. Quý vị thấy tuyệt vời không? Tuyệt vời thì quý vị hãy tán dương như sư trụ trì nha. Vậy thì phải vỗ tay lớn hơn nữa. Tán dương cái công hạnh. Tại vì thật ra là cái cơ ban đầu rất khó khăn, nên quý vị thấy được như vậy. Thấy như vậy để thương cái sư trụ trì nhiều hơn. Thì mình thương nhiều hơn thì mình gì làm gì? Tu nhiều, công quả nhiều, thì công phu phải đi, công quả nó có sâu hẳn. Mà đi tu nhiều, đến chùa tụng kinh thì nó mới sinh ra được gì? Trí tuệ. Mà mình có trí tuệ rồi và mình giải quyết được tất cả mọi vấn đề trong cuộc sống, trong gia đình, trong xã hội, trong công việc làm ăn, thì mình giải quyết được như vậy gì? Mình có gì? Có được nhiều cái phước. Cái phước đó là gì? Nó nhiều lắm, nhưng mà trong đó có phải tánh nha, đúng không? Thì mình tiếp tục té gì? Mình để mình ủng hộ ni sư, ủng hộ chùa, đúng không? Sao thầy thấy cái mặt chưa tươi hẳn rồi? Nếu như vậy thì một lần nữa chúng ta cùng nhau tán thưởng cho thầy nha. Thầy đến nơi đây lần đầu, thầy chưa nhìn ra được cái cảnh gì như hôm nay, nhưng mà hôm nay thầy nhìn rất là đẹp, rất là ấm cúng. Một nơi cơ sở mới mà chứng tỏ rằng là ý hạnh của ni sư cũng lớn, mới chiêu cảm được tất cả các chư thầy, các sư tu cùng quy tụ về. Thầy nói là rất là lớn, như vậy là thầy thấy là rất là lớn rồi. Đúng rồi. Đúng rồi, những cái ngôi chùa ở Mỹ, quý vị nói thật nha, để được mà các thầy các cô mà đến trong như vậy khó lắm quý vị, rất là khó. Thường là về cái ngôi chùa thường là nhiều lắm, là một hai vị là nhiều lắm rồi. Ngay cả ở Việt Nam đỡ đầu bắt mà một ngôi chùa một vị đó, một vị tự tử mà ở nơi cái xứ và xứ xa xôi
xứ Hoa Tòa là ngôn ngữ bất đồng, nơi mà Phật giáo của mình là ít nhưng mà được tôn đạo như vậy thì nó là cái ngôn ngữ xưa cái xưa cũng là lớn nó bây giờ như hôm nay, đúng không? Và nếu như mà quý vị nếu thời gian tới mà được có nhiều thời gian, thầy cũng muốn tâm sự với quý vị nhiều lắm, giảng cho người nghe nhiều lắm, nhưng mà thời gian thì có hạn. Bây giờ chắc cũng là hơn 12 giờ. Gia cũng ngang 12 giờ rồi, nên thầy cũng xin tạm dừng ở đây và thầy nguyện cầu thầy Minh Tăng Bảo luôn gia hộ các quý vị có nhiều sức khỏe, nhiều trí tuệ và nhiều hạnh phúc, để gì để mình đến chùa nhiều hơn, tu nhiều hơn, phụng sự nhiều hơn, cùng chung tay lại để tạo dựng lên một ngôi chùa thật là đẹp, thật là hoành tráng. Hoành tráng đây là mình tu tập nha, hoành tráng bằng nội lực. Và nhờ cái phước đó mình cầu nguyện hồi hướng về cho ông bà tổ tiên được gọi là có sanh về một cái thế giới an lạc, có tu có học. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị, vừa rồi thì Phật Thượng Linh đã có lời thăm hỏi cũng như là nhắc nhở tất cả quý vị về sự tu tập, cũng như là làm thế nào để chúng ta ngày một phát triển cái ngôi chùa Học Ân. Xin thay mặt cho để xin một đề nó xin hỏi được lắm sang thư về lễ phép. Cảm ơn thầy rất là nhiều, mặc dù thời gian qua không có nhiều nhưng mà thầy cũng đã có lời chia sẻ, thì giờ cũng đã trưa rồi. Thì nếu thời gian còn ở lại thì chúng ta sẽ được gặp thầy nhiều hơn, sẽ chia sẻ những kinh nghiệm nhiều hơn, cũng như thầy sẽ cho đại chúng biết về các cái sinh hoạt của thầy ở các nơi mà thầy đã đến. Thì giờ đây xin nhắc lại với toàn thể đại chúng là chủ nhật tuần tới là lễ chính thức an vị tôn tượng tại nơi bảo điện của chùa Hồng Ân, sẽ được sự chứng minh của chư tôn hòa thượng, chư tôn Thích Tăng Ni. Xin mời tất cả quý vị chủ nhật tới, tức là ngày 23, hãy có mặt đầy đủ để cùng nhau tham dự, cũng như là tạo ra cái năng lượng lành, tạo ra cái phước báo để nguyện cầu tam bảo gia hộ và tạo được cái niềm an vui, niềm hạnh phúc đến với tất cả mọi người. Mình xin một lần nữa thông tin đến toàn thể đại chúng, cũng như quý vị nào chưa biết thì chúng ta nên loan tin đến tất cả mọi người vào ngày chủ nhật 23 tháng 7 tới là lễ chính thức thỉnh Phật thượng điện do sự chứng minh của chư tôn hòa thượng có mặt ở tại thành phố Vân Tô, cũng như là các vị tôn đức ở những vùng lân cận. Xin mời tất cả quý vị để cùng nhau về tham dự buổi lễ được trang nghiêm hơn. Và giờ này xin mời quý vị nào Phật tử mà có tên cúng cơm trưa nay, chúng ta đứng dậy để đến trước Phật Linh để cùng nhau cúng cơm. Trước khi cúng cơm, xin mời quý vị chúng ta hồi hướng Di Đà Phật. Nguyện đem
con đức này ước về thăm tất cả đệ tử và chúng sanh đều con thành Phật đạo. Phật cảm ơn quý vị. À, 9:30 sư trụ trì nhắc lại là 9:30 lễ chính thức sẽ được diễn ra. Xin mời quý vị chúng ta có mặt đầy đủ như là Phật. Giờ này xin mời các gia đình mà cúng cơm trưa nay chúng ta quay lại.